cấu hình của Surface Laptop 6 có khác gì so với Surface Pro 10? Nếu như Surface Laptop 5 và Surface Pro 9 ra mắt cùng thời điểm có chung cấu hình với nhau, nên người dùng văn phòng có thể lựa chọn Surface Laptop 5 hoặc là Surface Pro 9 vì hai máy này có cấu hình và hiệu năng là y hệt nhau. Sự khác biệt chỉ tới từ thiết kế của Surface Laptop 5 là form laptop truyền thống, còn với Surface Pro 9 là form thiết kế của tablet máy tính bảng. Còn với Surface Laptop 6 và Surface Pro 10 vừa mới được ra mắt mới đây thì cấu hình chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai chiếc máy này. Với Surface Pro 10 là Core Ultra dòng U tiết kiệm điện nên sẽ phù hợp với các tác vụ nhẹ nhàng như là Word, Excel, PowerPoint với mức tiêu thụ điện năng TDP chỉ duy trì ở mức 12 đến 15W. Còn với Core Ultra dòng H trên các máy Surface Laptop 6 có thể duy trì điện năng TDP ở mức cao từ 20 đến 28W. Vậy nên là với các tác vụ nặng trong việc liên quan tới xử lý hình ảnh 2D, 3D, video đồ họa multimedia, code IT lập trình Visual Code Surface Laptop 6 sẽ hơn hẳn so với Surface Pro 10 và cả Surface Laptop 5, vốn chỉ được trang bị CPU dòng U tiết kiệm điện. Đặc biệt là với nhân NPU và card on Intel Arc tích hợp, thì Surface Laptop 6 còn có thể chạy được các phần mềm tính toán trí tuệ thông minh nhân tạo như là Stable Diffusion, ChatGPT, Cloud, Llama 2,